Thực mến, chiều muộn và hết giờ hành chính, quay lại với cây và cối. Sau một thời gian thì con ổi phôi này tùm rồi. Sau cái quá trình mà em thay chậu với lại cái đợt rét mướt ấy, hành khô thì bây giờ nó đã khá hơn rồi. Đấy, và cành của nó đã bắt đầu đổi màu già và nó cũng không quá to thì có thể làm được luôn rồi. Chứ để sau này nó phá sau nữa là phá lên là cành rất to là vẫn làm vẫn ok nhưng mà sẽ bị nhỡ. Đấy, cành đã đổi màu và lá đã già. Thì hôm nay xác định là làm con này các bác nhé. Giá mà cho cái chậu này luôn thì ok này. Thì rất hay nhưng mà thôi, mới thay chậu mà. Cái chậu này nó cũng đẹp, mỗi tội hơi nhỏ một xíu thôi. Rồi vẫn còn buộc cái này ở đây đây, em cởi ra để làm con này các bác nhá. Chờ em tí nhá. The cow takes the dog.
nơi. Tôi đến nơi rồi. Quay cái cẩn thận. Chí để hạn nó không cho nó to. Cho nó đúng ý. Thank you.
chít thế. Phê không bác? Tạm biệt nhỉ. Cành kia cắt đi sau, cái tử cái cắt đi sau. Đấy. Thấp này. Tối mịt rồi các bác ơi. Xem nha, tất nhiên nó còn thêm nhiều thời gian nữa. Chứ không để nguyên thế này đâu, em chỉ bẻ nó xuống thế thôi chứ chưa. Một số cái tay mình cũng chưa quyết định mình sẽ nuôi tay nào và cắt tay nào. Đấy, nó còn hơi rối rắm một tí. Một vài năm nữa thì quá ok rồi các bác. Cốt đẹp. Toàn thiên nhiên. Giờ này có vẻ theo phong cách miền Nam nhiều các bác nhỉ. Đấy. Quá là đẹp. Đợt trước em tí nữa bán mấy cái cây này. Giờ mới thấy là mình không bán là hay. Không phải bán mà là để lại cho một cái bác thích. Đấy. Sau em đánh sạch cái bệ này đi thì úi xời, cái già tuyệt vời. Rồi. Xin cảm ơn các bác nha.